Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa. Chúa Nhật thứ bốn mùa chay năm A. Giờ đây xin mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy trên đường đi, Chúa Giêsu thấy một người mù từ thuở mới sinh Người nhổ xuống đất lấy nước miếng trộn thành bùn Rồi xoa bùn lên mắt người ấy và bảo Anh hãy đi đến hồ Siloe mà rửa Chữ Siloe có nghĩa là người được sai đến Vậy anh ta ra đi và rửa Lúc trở lại thì nhìn thấy được Láng giềng và những người trước kia đã từng thấy anh ta ăn xin đều nói Chẳng phải người này là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói, chính anh ấy. Người khác nói, không phải, nhưng là một người giống anh ta. Còn anh ta thì nói, chính tôi đây. Thế rồi người ta dẫn người trước kia bị mù đến với những người pha-ri-siêu. Vì ngày Chúa Giê-xu làm bùn và mở mắt cho anh ta lại là ngày sa bát Vậy đến lượt những người pha siêu hỏi anh ta làm thế nào mà anh ta nhìn thấy được. Anh ấy đáp, người ấy đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi rửa và tôi thấy. Trong nhóm pha siêu có người nói, người đó không phải bởi Thiên Chúa vì không giữ ngày sa bát Người khác lại nói, làm thế nào một người tội lỗi lại có thể làm được những dấu lạ như vậy và giữa họ đã có sự chia rẽ vậy họ lại hỏi người mù lần nữa còn anh anh nói gì về người đã mở mắt cho anh anh ta đáp người là một tiên tri họ bảo anh ta toàn thân mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta sao rồi họ đuổi anh ta ra ngoài. Chúa Giêsu nghe nói họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, ngươi liền bảo, anh có tin vào con người không? Anh trả lời, thưa ngài, nhưng con người là ai để tôi tin? Chúa Giêsu nói, anh đã thấy người và đó chính là người đang nói với anh. Anh ta liền nói, thưa ngài, tôi tin và anh sắp mình bái lại người. Xin mời anh chị em ngồi. Anh chị em rất thân mến, chiêm ngưỡng tác phẩm hội họa Chúa chữa bệnh cho người mù của họa sĩ Lucas van Leyden sinh ở Hà Lan. Bức họa nổi tiếng mô tả cảnh mà Chúa Giêsu chữa lành cho người mù thành Jericho. Tịnh tâm. Trên trang mạng Đại Kỷ Nguyên vào ngày 25 tháng 6 2018 đã chia sẻ như thế này. Bức họa chia ra làm hai phía đối lập. Bên trái là bức họa Chúa Giêsu và những con người còn chứa nhiều thiện cảm, hài hòa, đại diện cho nhóm người dễ tình ngộ về điều thiện mà Chúa Giêsu giảng. Còn bên phải là bức họa trình bày sự sung túc của những người giàu sang, tiêu biểu là một thân hình nam giới cao to và gương mặt hung dữ với vẻ thất thường đầy tham vọng trần tục có vẻ rất hoang dã và đây chính là nhóm người mà Chúa Giêsu sẽ phải khổ công cảm hóa kiên trì giảng dạy để cải hóa những tâm tính bất hảo và lòng đầy tham vọng của họ điều đáng lưu ý hơn là con người nhìn thấy ngay kẻ hung ác kia ăn mặc sang trọng Họ mang tiền bạc tới để xây nhà thờ dâng lên cho Chúa Không phải là phát xuất từ tấm lòng chân thành Mà chính là bỏ tiền mua chuộc Chúa Giêsu Muốn đặt vào bàn tay của mình lên vai của Chúa Giêsu Với sự vinh váo của kẻ giàu sang Coi tiền bạc là quyền năng của bản thân Thường nhìn những con người khốn khổ bằng sự khinh rệ họ thường thiếu tình thương với người khác và khi tận mắt chứng kiến quyền năng của Chúa Giêsu thì lập tức trong đầu của họ nổi lên một tham vọng, vâng một tham vọng muốn dùng tiền để mua chuộc Chúa, mua cái quyền năng của Chúa để muốn biến Chúa Giêsu trở thành người phục tùng cho tham vọng của họ. Anh chị em Chúa Giêsu biết rõ lòng dạ của những người này, nhưng Chúa vẫn thương họ, thương sự mê muội và rốt nát của họ. Họ chẳng bao giờ chịu hiểu, tiền bạc không thể mang họ tới thiên đường và cũng không thể giúp người ta tới được bên Chúa. Cái mà họ sẽ mang theo bên mình chính là tội của chính họ gây ra. Danh họa Lucas Van Leyden đã rất khéo léo khi tô điểm cho những kẻ tham lam vinh váo đó. Qua chân dung của người đàn ông phô trương địa vị và quyền lực. Trên đầu ông ta tua tủa những chiếc lông chim. Cổ ông ta bật ra khiêu khích từ cổ áo để mở ra. Hai tay áo tinh tế và hợp thời. Trình bày đang còn như trong gió bay phần phật và đong đưa hai tay áo biểu tượng cho túi tham mà ông ta đang sở hữu nó tung bay là để thể hiện của cải sở thích phô trương thanh thế thích thể hiện bản thân thế nhưng chúa Giêsu không hướng mắt về ông ta chẳng một cái liếc nhìn dẫu cho ông ta đang cố gắng thu hút sự chú ý của chúa Giêsu về phía mình Chúa Giêsu nhìn thấu tâm can của hắn, nhưng vì lòng từ bi nhân hậu và đầy lòng thương xót, Ngài sẽ vẫn cho họ cơ hội để được cứu rỗi. Bức tranh thể hiện một nhóm khác là sự xuất hiện của hai đứa trẻ. Một đứa trẻ đi cùng người mù, nó ngẩng khuôn mặt ngây thơ cung kính nghe Chúa giảng. Em bé thuộc nhóm người còn chất chứa nhiều thiện tâm những con người rất dễ được cảm hóa. Còn em bé khác thì nằm dưới chân kẻ giàu có và vinh váo kia. Mà chỉ về phía Chúa Giêsu đang chứa bệnh. Nó chính là hình ảnh phản ảnh của một con người có thiện tâm ban đầu. Nhưng lớn lên trong sự dạy dỗ bởi những người không phân biệt được thiện và ác, tốt và xấu vì thế nó chỉ là kẻ đứng ngoài chỉ trỏ về quyền năng của Chúa chứ không để cho lời Chúa thấm vào trong người để hoán cải những kẻ khó lòng thoát khỏi cái bóng của ma quỷ trong tâm bức tranh của danh hòa Lucas van Leyden đã chỉ ra có một căn bệnh của con người mà chính bản thân Chúa Giêsu phải dùng đến cái chết của mình mới có thể cảm hóa đó chính là canh bệnh mê muội nhân tâm hay là canh bệnh của lòng tham vô đáy những kẻ từng ngày đi theo từng bước chân chúa đã từng là môn đệ của chúa nhưng trong tâm lại không chịu buông bỏ lòng tham và sự tàn ác những kẻ bị cám dỗ bởi ma quỷ để rồi không phân biệt được đâu mới là người sẽ cứu độ mình và đâu là người thực sự mà họ cần phải mang ơn. Thưa anh chị em, những con người để cho lòng tham và sự mê say quyền lực sai khiến Họ là mối nguy của xã hội Và là mối bất an của cuộc sống con người Khi Chúa Giêsu xu giáng trần Thưa anh chị em vua hê rô đê đã bối rối khi nghe các đạo sĩ hỏi đức vua dân do thái mới sinh ra ở đâu ông ta bối rối vì sợ mất ngai vàng mất quyền lực mặc dầu là vua kế nghiệp david nhưng ông không bao giờ đọc kinh thánh để hiểu sự xuất hiện của chùa là để thực hiện lời hứa cứu độ mà thiên chúa đã hứa với con người chứ ngài không đến để tranh giành ngai vàng của Herod. Quyền lực thế trần đã làm cho Herod mở mắt và không còn nhìn thấy ánh sáng của lời hứa cứu độ và ông đã quyết định tìm cách giết Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, chứng kiến người mù từ khi mới sinh được Chúa chữa lành, những người pha siêu một tầng lớp lãnh đạo trong dân do thái thay vì chia vui với người mù được chữa lành họ lại hoảng hốt lo sợ cho dấu là những người hướng dẫn dân chúa đó nhưng họ không chịu nghiên cứu kinh thánh để khám phá sự xuất hiện của lời hứa cứu độ bởi vì họ mải mê với quyền lực thưa anh chị em mải mê quyền lực mà mải mê giữ cho được cái chỗ đứng trong xã hội cho nên họ hăng say đi tìm cho được người đã dám chữa lành người mù trong ngày sa bát như là cái cớ để loại trừ kẻ mà họ cho là nguy hiểm cho quyền lực của họ bảo vệ ngày sa bát phải chăng họ yêu mến lề luật thường không họ yêu mến quyền lực mà họ đang chiếm giữ và quyền lực đó đang đứng trước nguy cơ phá sản vì có người mạnh thế hơn họ, quyền năng hơn họ bởi người đó đã có thể chữa lành một người mù từ khi mới sinh. Rồi đây, dân chúng sẽ quay lưng với họ để chạy theo con người có quyền năng đó. Vì quyền lợi thế trần, họ quyết định loại trừ Chúa. Mặc dù họ có thể cũng không nhận ra rằng đấng đã chữa lành cho người mù phải là đấng đến từ Thiên Chúa. Điều mà người mù đã minh định rất rõ ràng. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi. Còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người thì người nhậm lời kẻ ấy. Xưa này chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến Thì ông ta đã chẳng làm được gì Thưa anh chị em Việc loài trừ Đức Kitô không dừng lại ở giai đoạn người hiện diện hữu hình trong lịch sử dân do tài Việc đó còn được tiếp tục cho đến ngày hôm nay Cho dấu tin mừng của Chúa Giêsu được loan báo mang lại là một niềm vui và hy vọng. Đức Phan Cô trong tông huấn niềm vui tin mừng đã diễn đạt niềm vui của những con người gặp gỡ được Đức Kitô. Các môn đệ vui mừng khi nhìn thấy Chúa Kitô phục sinh. Trong sách công vụ tông đồ, chúng ta thấy các Kitô hữu tiên khởi dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Bất kể các môn đệ đi đến đâu, ở đó người ta rất vui mừng Ngay cả giữa cơn bách hại Họ vẫn ngập tràn niềm vui Viên quan thái giám vừa mới được rửa tội Tiếp tục lên đường Lòng đầy hoan nỉ Trong khi người cai ngục của Phao Lô Và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa Thế mà thưa anh chị em Tại sao nhân loại ngày hôm nay Vẫn luôn tìm cách loại trừ tin mừng cũng như Herode hay các người pha người ta cố tình bắt bớ các Kitô tô hữu giết chết những người tin vào chúa Kitô vì tin mừng của chúa đụng chạm tới quyền lợi vật chất của họ họ không thể chấp nhận tin mừng khi chúa Giêsu xu dạy yêu thương và tha thứ cho kẻ thù người ta không thể đón nhận tin mừng khi chúa Giêsu xu dạy bán của cải mình có để chăm lo cho người nghèo. Người ta không thể chấp nhận ánh sáng tin mừng bởi vì ánh sáng đó đã tỏ cho họ thấy những thu đoạn hèn hạ, lòng tham lam vô đáy và những đam mê ăn chơi vô độ đã giết chết sự sống đích thật. Cần phải từ bỏ, sám hối và trở về. Không chỉ họ từ chối lời mời gọi trở về, nhưng còn tìm cách hủy diệt ánh sáng đó Họ muốn mãi bước đi trong bóng đêm của sự chết vì sự dạ dối của thế trần đã làm cho họ ra u mê, thưa anh chị em. Vâng. Tin mừng của Chúa Kitô luôn là lời thách tố cho người thời đại hôm nay, một thời đại đang bị tục hóa và chủ nghĩa hưởng thụ ích kỷ đang rỡ nộ trong xã hội hôm nay. Để người đương đại đắm chìm trong một lối sống ích kỷ vô cảm và tha nhân lại trở thành kẻ thù của nhau thưa anh chị em và vì vậy như những người pharisêu người ta lợi dụng với danh nghĩa là bảo vệ lệ luật nhưng thực ra biết bao nhiêu kẻ đã bảo vệ quyền lợi của mình hơn là bảo vệ lệ luật của thiên chúa biết bao nhiêu người nại đến tôn giáo để bảo vệ sự lòng tham của mình hơn là dẫn đưa người ta đến gặp gỡ được Thiên Chúa đích thật. Lạy Chúa, Chúa đã mở mắt cho người mù từ khi mới sinh. Xin cho ánh sáng đức tin luôn soi dẫn cuộc sống của chúng con, để chúng con nhận ra những hiểm nguy làm tổn hại đến cuộc sống đức tin của chúng con để chúng con can đảm xa tránh và mạnh dạn làm chứng cho tin mừng và nhất là để chúng con sống trọn tâm tình của mùa chay thánh thống hối ăn năn trở về cùng Chúa. Amen.